Một trong những câu chuyện về môi trường nổi cộm nhất trong vài ngày qua chính là những tranh cãi xung quanh việc nhà máy giấy Liên Men của Trung Quốc đặt tại cụm công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang chuẩn bị được đưa vào hoạt động. Rất nhiều hộ nuôi cá lẫn người dân sống ven sông Hậu đang rất lo lắng trước thông tin này, bởi họ cho rằng nhà máy sẽ xả thải ra sông Hậu khối lượng lớn các hóa chất độc hại. Gia đình ông Bùi Văn Quang ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, ở ngay bên cạnh nhà máy giấy Lee & Men. Nuôi cá bè là nguồn thu nhập chính của gia đình ông trong nhiều năm nay. Mỗi vụ ông thu hoạch hơn 40 tấn cá điều hồng. Đối với ông, việc nhà máy giấy khổng lồ bên kia sông sắp đi vào hoạt động là một nỗi bất an lớn về nhiều mặt. Nó mà xả thải ra mà cái chất quá chất ra là chắc mình không có đây mình sống không được đâu. Cái thứ nhất là cái nước rằng mình sống sinh hoạt hàng ngày mình ăn uống là cái nước nó không à. Mà nếu mà nó thải cái quá chất xuống như này là chắc mình không còn ở đây được. Phải kiếm nơi khác rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đâu có nuôi được con cá gì xong rồi mình để mình sinh hoạt sống. Có hàng chục năm làm nghề đánh bắt cá trên sông Hậu, anh Lý Hồng Thanh cũng thường xuyên đánh bắt cá cạnh nhà máy giấy. Tuy anh không thể làm giàu từ việc nuôi cá bè trên sông Hậu, nhưng thủy sản từ con sông này cũng đã nhiều năm giúp nuôi sống gia đình anh, cũng như nhiều thế hệ người dân trong vùng. Nó chưa hoạt động, chưa ô nhiễm, sau này thì chắc ô nhiễm rồi đó. Cái vấn đề mà nếu mà mấy ổng xả nước thải ra là ở đây cá người ta là không có thể nào mà chịu nổi hết trơn. Theo các chuyên gia, công nghiệp sản xuất giấy là một trong những ngành gây ô nhiễm trầm trọng vì phải sử dụng rất nhiều hóa chất độc hại. Nếu những hóa chất này không được xử lý và xả thải ra môi trường, sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Đặc biệt với đặc thù địa hình, nước từ sông Hậu theo các kênh rạch về vùng bán đảo Cà Mau rồi thoát thẳng ra biển Tây mà không có sự đẩy nước ngược lại. Chính vì vậy, cả vùng Tây Nam sông Hậu và biển Tây sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả ô nhiễm từ nhà máy giấy. Do đó, việc đặt một nhà máy giấy ngay cạnh sông Hậu là một lựa chọn nguy hiểm. Người lao động hồi đó cô tôi cũng lưu ý rằng là ở khu vực tỉnh Hậu Giang là cái nơi mà xuất hiện rất nhiều cái điểm giáp nước. Như vậy, chỗ đó là cái nơi vùng trũng, cái khả năng mà trao đổi nước từ biển Đông và biển Tây nó rất là kém. Nên là cái khả năng mà từ làm sạch của dòng sông ở trong cái khu vực đó thường là không bằng những cái nơi khác. Như vậy khi mà những cái sự cố về môi trường nó xảy ra thì cái khắc phục nó rất là khó khăn. Với đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long, sông ngòi dày đặc, dân cư sống phụ thuộc nhiều vào các dòng sông. Nếu một sự cố về môi trường xảy ra đối với sông Hậu, nó sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân. Những năm gần đây, những vấn đề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xây dựng đập thủy điện đầu nguồn sông Mekong đang gây tác động tiêu cực đến đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long. Này, với việc một nhà máy giấy có khả năng gây ô nhiễm cao đặt cạnh sông Hậu làm người dân bất an hơn bao giờ hết.